Chào anh em trở lại với Auto Việt Nam và tôi là Trần Đăng Chính Trí đây. Ngày hôm nay Auto Việt Nam giới thiệu tới anh em chiếc xe SUV Ford Everest phiên bản nâng cấp qua từng chu kỳ. Đây là một trong những chiếc xe mà đã ra mắt vào cuối năm 2018 rồi. Thế nhưng mà hiện tại chiếc xe đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này đó là chiếc xe Ford Everest phiên bản mới, phiên bản 2020. Và để đi đến giới thiệu những cái phần chi tiết mà chiếc xe Ford Everest phiên bản mới nâng cấp và có những cái tinh chỉnh thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em một chút thông tin, thông số kỹ thuật về chiếc xe Ford Everest đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này. Đây là chiếc xe Ford Everest phiên bản sử dụng động cơ 2.0 lít biturbo kết hợp với cụm hộp số 10 cấp số, sản sinh ra 213 mã lực và có cái công suất tối đa moment xoắn lên tới 500 Nm. Phiên bản này thì là một trong những phiên bản giới thiệu vào cuối năm 2018 về tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì phiên bản 2020 đã được tinh chỉnh và nâng cấp một số các chi tiết mà sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên đó là phần cụm đèn chiếu sáng của chiếc xe Ford Everest phiên bản 2020, phiên bản nâng cấp qua từng chu kỳ đã được thay thế sử dụng đèn pha bi LED. Cái hệ thống chiếu sáng mới này thì nó sẽ giúp tăng cái khả năng chiếu sáng xa hơn và đồng thời là nó cũng tốt hơn cho tất cả những cái phương tiện di chuyển đi ngược lại đối với chiếc xe này. Còn lại thì phía bên ngoài của chiếc xe Ford Everest phiên bản 2020 này thì cũng không có những cái chi tiết gì thay đổi. Chúng ta vẫn có một cái phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt mạ chrome và theo kiểu dáng hình lục giác. Ở ngay phần phía bên dưới chúng ta vẫn có những con cảm biến và cái phần đèn sương mù cũng không có những cái chi tiết thay đổi ở phiên bản nâng cấp qua từng chu kỳ này. Mời anh quay phim đi về phía hông xe. Đó. Chúng ta cũng không có những cái sự thay đổi ở phiên bản 2020. Nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là cái phần phía bên trong nội thất xe là cái phần mà Ford Everest phiên bản 2020 cũng được nâng cấp rất nhiều những cái tính năng về hỗ trợ rồi những cái phần liên quan đến hệ thống thông tin giải trí. Và sau đây tôi sẽ mời anh em vào khám phá cái phần nội thất xe để xem chiếc xe này có những cập nhật gì mới, thay đổi gì mới nhé. Thực ra thì bước vào cái phần nội thất của chiếc xe Ford Everest phiên bản 2020 thì như anh em cũng thấy thôi, những cái chi tiết nó rất là quen thuộc bởi vì đây là một trong những phiên bản nâng cấp. Chúng ta vẫn có những cái phần nút bấm ở trên vô lăng xe, có set ga tốc độ, có cảnh báo lệch làn, rồi tăng giảm âm lượng, rồi những cái phần nút điều khiển cùng màn hình táp lô đó. Phần phía đồng hồ táp lô thì cũng vẫn vậy thôi, vẫn được chia thành 3 khoang. Rồi chúng ta ở phần phía bên dưới này vẫn có những cái nút bấm như là gài cầu, rồi khóa vi sai, chế độ lùi chuồng này, rồi tắt chống trơn trượt traction control. Phía bên trên này chúng ta mới thấy được những cái điểm mới ở trên chiếc xe Ford Everest phiên bản 2020, đó là cụm màn hình giải trí 8 inch đã được tích hợp nâng cấp. Theo như phía thông tin từ Ford Việt Nam thì cái cụm màn hình này đã được nâng cấp lên thành Sync 3.4. Sync 3.4 ở đây thì nó đã nâng cấp giao diện một chút. Cái phần màn hình này nó cũng dễ dàng cho chúng ta sử dụng hơn. Và đặc biệt cái phần này thì nó sẽ nâng cấp dữ liệu về bản đồ, cập nhật được tất cả những cái đường đi lối lại ở quanh khu vực của chúng ta, giúp cho anh em có thể dễ dàng nhận diện và đi lại bằng cái phần bản đồ vệ tinh này hơn. Phần phía đằng trước này của chiếc xe Ford Everest phiên bản 2020 thì đã được thêm cái phần cổng USB ở đây. Cắm cái phần camera hành trình thì anh em sẽ không cần phải kết nối dây và dòng dây xuống đây để cắm ở cái phần phía bên dưới này nữa, mà chúng ta sẽ cắm ở ngay phần phía bên trên này. Đó cũng là những cái điểm mới nhỏ thôi nhưng mà giúp cho những người yêu thích những chiếc xe SUV, đặc biệt là Ford Everest, có thể lựa chọn chiếc xe này. Nhìn chung về tổng quan về chiếc xe Ford Everest phiên bản 2020, phiên bản nâng cấp qua từng chu kỳ thì thực ra nó cũng không có những cái điểm gì nó nổi bật mà nó mới thực sự, vì đây là một trong những chiếc xe nâng cấp qua từng chu kỳ. Bởi lẽ vậy nên chúng ta chỉ thấy được những cái phần chi tiết nó thay đổi tinh chỉnh một xíu mà như vừa nãy thì tôi đã chia sẻ với anh em rồi. Đó là phần cụm đèn và phần màn hình thông tin giải trí 8 inch ở phần phía bên trong khoang nội thất là có những cái sự thay đổi. Còn lại chúng ta vẫn giữ nguyên về form dáng, về phong cách thiết kế và đặc biệt đó là phần động cơ và hộp số của xe thì vẫn được giữ nguyên thôi. Phiên bản Ford Everest bản cao cấp nhất, phiên bản nâng cấp qua từng chu kỳ được chào bán với mức giá là 1.399.000.000 đồng. Và anh em nghĩ sao về chiếc xe Ford Everest
phiên bản 2020, phiên bản nâng cấp qua từng chu kỳ thì hãy cho chúng tôi biết bằng phần comment ngay phía bên dưới màn hình. Và nếu như anh em cảm thấy video clip của chúng tôi đầy đủ và ý nghĩa thì hãy nhớ like và share, đăng ký theo dõi bằng cách dùng chuông góc phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.